Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay ba của Hoa tiếp tục cưa ở ấp 2 xã An Thế Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Và sẽ tiếp tục cưa hai cây phượng to này. Vì video cũng khá dài, Hoa xin phép chia ra nhiều phần. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Là một sợi dây thừng sử dụng hai đầu chung cho nhau luôn. Nó rất là chặt luôn, siết cái phần thân cây. Và con hoa nhả ra một chút xíu để chút nữa nó không bị kẹt cái phần nhánh cây lại. Ngay cái kẽ nhánh cây và cái mái tôn luôn.
giờ còn cái nhánh hồi nãy quay nó đi khúc. Bây giờ có thể là sẽ đổi đầu dây để treo. Cột lên đập đó đi. Cột chắc cái đọt đó luôn. Có thể là chút nữa sẽ cắt luôn cái phần đọt đó. Quá thì vui vậy. Quá nhiều người đi ra theo làm phụ đường, hình như là có con chuột hay gì. Gắn hả? Không gắn. Quá trời bà con nó gắn con chuột vậy. Ở xóm Gia Trai này rất là vui, quá nhiều người. Bây giờ chú cô bé bóc đất ra, bóc bắt ra được. Leo bằng dây luôn. Cái nhánh cây phượng thì trơn khó leo hơn dây nữa. Đây là hành động nguy hiểm nên không nên thử tại nhà nha quý vị. Kiếm mấy cái nạn như cái thế này kia. Cái nạn của nhánh này thì tốt phía trên đọt luôn. Nếu đây là nó bằng bình thường như nhiều thì sẽ có cái tư như vậy chứ. Người ta cũng chưa biết.
Thì cái đọt nó thì cũng quá cao nữa. Và nó chỉ có lẻ loi một mình thôi. Nên bà cô Hoa sẽ lòn qua nhiều nhánh phía bên kia nữa. Để cái nhánh ở phía dưới này nó sẽ đỡ lại. Phải leo qua leo lại rất là cực luôn. Cái cây đục nó ra. Thank you.
Thì con dây cũng khá ngắn nên mở cái đầu kia ra để xả cái phần đọt ở phía trên xuống. Dướng nguyên một đống vậy điện. Nãy ba con hoa có kêu ở phía dưới là cắt bỏ bớt cái nhánh mít để cho cưa cái nhánh này xuống không bị tét cái phần cây mít đó. Ah!
giờ sẽ đổi cái máy Huana 254 để cưa mấy cái phần thân này. Bây giờ đã nghỉ trưa, giờ mấy người làm đường thì đang đập đá. Thì ở trong xóm đây thì có người hát karaoke nên hồi nãy giờ bà cũng để máy cưa chạy vui đai luôn. Thank you.
cho mấy đứa nó lên, nó leo lên đây quay quay phim dễ leo cho thằng này nó chừa lại để mình đốn nó xong rồi hết cắt sao rồi cho nó lên để nó quay để cho nó cận cảnh vô bà con xem. Dạ. Giờ chưa rồi giờ mình xin phép tạm nghỉ. Dạ. À, chúc bà con mình mạnh khỏe nhé. Hà cũng xin phép dừng video tại đây, hẹn quý vị vào video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hà xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.